Video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến tham quan khu phố đồng bộ 200 căn thuộc trục đường Phan Lễ Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một siêu phẩm nhà phố vừa mới lên sóng xong nha quý vị. Một khu nhà rất là đẹp, an ninh, ổn định, điện âm. Nằm trên trục đường Phan Lễ Ích gần với ngã tư Quang Trung và Phan Lễ Ích sát bên siêu thị E-Mark đang xây. Thuộc trục đường Phan Lễ Ích, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một siêu phẩm nhà phố vừa mới lên sóng, thiết kế rất là đẹp. Với diện tích ngang 4, độ dài 18m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu. Theo kiểu nhà phố hiện đại, không gian xanh mát năm 2022. Đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà. Căn nhà thiết kế với 4 phòng ngủ và hướng nhà là hướng đông, phù hợp cho quý vị chúng ta phong thủy là đông tứ trạch. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà. Mặt tiền có nhiều cái lam bên ngoài, lấy chia nắng cho khu vực mặt chính căn nhà hướng đông. Và căn nhà này đang thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Thiết kế theo mẫu nhà phố lưng ngược, nằm trong một khu phố đồng bộ, gồm 200 căn nhà phố, đường trước nhà 10m, đường nhựa, có vỉa hè. Khu xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Nhà trước nhà có vỉa hè tới 1,5m này. Và có hai lớp cửa sắt nhau, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm sinh pha. Nhà thiết kế rất là đẹp, quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà. Thiết kế có phía dưới là sàn gạch 60m2. Có đổ bê tông phía dưới và hai bên tường có ốp gạch trang trí cũng như là sơn màu trắng và đèn led cũng như là đèn chiếu sáng rất là lung linh cho khu vực đậu xe. Chỗ này thì quý vị đậu vừa khoảng tầm được 2 chiếc xe hơi nha. Và di chuyển vào trong sẽ là không gian phòng khách phía sau. Phía dưới cầu thang thì có một vệ sinh này, sử dụng chung với tầng trệt nha quý vị. Và trong đây là 5 bậc đi lên không gian phòng khách. Đây là một căn nhà do kiến trúc sư thiết kế nên là không gian thiết kế bên trong rất là đẹp với hai giếng trời. Hai giếng trời rất là rộng, một giếng trời ở giữa nhà và một giếng trời ở cuối nhà. Căn nhà này thì với hướng chính đông và đang chào bán với giá tương đối mềm 11 tỷ 700 triệu đồng, còn bớt cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan cái khu đồng bộ 200 căn sát bên siêu thị E-Mark này nha. Cuối nhà thì có cây xanh và có một cái giếng trời phải nói là cực kỳ bự ở phía đằng sau này. Giếng trời rất là rộng nha quý vị, nhà thiết kế với hai giếng trời rộng tạo nên không gian căn nhà phải nói là vô cùng tuyệt vời. Và không gian bên trong rất là thoáng mát với giếng trời rộng như thế này. Và diện tích căn nhà cũng khá là đẹp, ngang 4, độ dài 18m. Khi chúng ta vào bên trong căn nhà sẽ cảm thấy mát lạnh luôn nha quý vị. Cây xanh trong nhà phủ bóng mát, quá tuyệt vời. Và hướng nhà là hướng đông, đang phù hợp cho quý vị chúng ta phong thủy là đông tứ trạch. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà đẹp, siêu phẩm nhà phố ngang 4, độ dài 18m này, có thể liên hệ trực tiếp cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Với giá bán 11 tỷ hơn như thế này thì còn thương lượng trực tiếp với các anh chị chủ nhà. Nên quý vị chúng ta thấy căn nhà phù hợp với nhu cầu thì cứ đi xem. Và khi chúng ta ưng căn nhà thì sẽ liên hệ trực tiếp để gặp chủ nhà và thương lượng được một cái giá tốt nhất cho quý vị luôn nha. Huy Hùng sẽ hỗ trợ quý vị làm giá tốt nhất cho quý vị mua được căn nhà ưng ý nhá. Trong này thì Hùng đã bán được 2-3 căn rồi. Khu vực cầu thang thì mặt đứng ốp đá và mặt nằm thì chúng ta ốp gỗ. Và di chuyển lên bên trên là không gian của phòng bếp, phòng ăn. Trên không gian phòng ăn thì có khu vực để tủ lạnh này. Đây là khu vực để tủ lạnh này quý vị. Và bên đây là khu vực bàn ăn 6 ghế. Cũng như là tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ ăn cường. Có khu vực bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát. Khu vực đặt lò ghi sóng, máy hút mùi. Và có quạt hút ra khu vực mặt tiền chính cho không gian đặt bếp ăn. Một không gian bếp rất là dễ thương và cực kỳ là sang chảnh luôn. Phía trước là hệ thống cửa lùa 4 cánh có khung bảo vệ bên trong, thoát mùi ra khu vực không gian của mặt tiền chính và trồng cây xanh bên ngoài. Không gian phòng bếp quý vị thấy này, rất là tuyệt vời. Căn nhà này thì có kiến trúc thiết kế là một trệt, một lửng và 3 lầu. Nhà thiết kế gồm không gian đậu xe hơi được 2 chiếc, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Mua nhà tặng kèm full nội thất kèm theo đầy đủ, quý vị chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi. Quý chị đang tìm nhà hướng chính đông, nằm trên trục đường ngay siêu thị E-Mark, sát bên trục đường Quang Trung và đường Trường Chinh, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình.
Nhà thiết kế rất là nhiều giếng trời nên không gian bên trong rất là thoáng và sáng. Đặc biệt căn nhà sử dụng một số vật liệu nội thất mới nên chúng ta vào rất là thấy rất là bắt mắt cũng như là hợp lý nha quý vị. Di chuyển lên đầu tiên, chúng ta sẽ đến với hai phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ rất là rộng, phòng ngủ với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi và máy lạnh tặng kèm cũng như là vệ sinh trong. Nhà thì có tới 6 phòng vệ sinh nha. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ với hệ thống cửa sổ ban công, cửa kính và cửa lùa ra khu vực ban công ngoài, trồng cây xanh rất là tuyệt vời. Có màn rèm cửa hai lớp và có chăn ga gối đệm, sàn ốp gỗ. Có tủ áo đóng sát vào tường và không gian phòng ngủ phải nói là đẹp tuyệt vời luôn nha quý vị. Sàn ngủ, phòng ngủ thì có ốp những cái tấm chống nóng và những cái vật liệu trang trí mới rất là tuyệt vời. Phòng vệ sinh của phòng ngủ đầu tiên thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, bồn tắm đứng và gương soi. Phòng vệ sinh thì có cửa sổ ra khu vực giếng trời ở dưới nhà. Nhà thiết kế lệch tầng 5 bậc nên quý vị sẽ tới với không gian của phòng ngủ số 2, một cái phòng ngủ thiết kế rất là đẹp nữa. Ở đây thì có những tấm bê tông này được gia chủ ốp lên tường và sơn lên màu trắng, tạo không gian căn nhà rất là đẹp. Máy lạnh thì được tặng kèm. Giường ngủ thì đặt ngay ở chỗ cửa sổ giếng trời nên là mỗi khi mà chúng ta muốn lấy gió ngoài thì chúng ta có thể mở cửa sổ, còn không thì khi mà chúng ta bật máy lạnh thì chúng ta không cần mở cửa nhé, lấy sáng thôi nha quý vị. Đây là phòng tắm với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm và gương soi. Ngay cửa sổ là phòng phòng vệ sinh thì có cửa sổ ra khu vực giếng trời. Đây là không gian phòng ngủ số 2, quý vị cùng tham quan nhé. Sàn phòng ngủ thì ốp gỗ rất là bền và đẹp, với hai giếng trời ở giữa nhà và cuối nhà, tạo nên cho không gian cái phòng ngủ phía sau này nó là vô cùng thoáng. Và di chuyển lên bên trên, mọi người sẽ cùng Huy Hùng đến với không gian có phòng ngủ số 3 và số 4 nhé. Phòng ngủ số 3 và số 4 thì cũng rất là đẹp. Khu vực giường sẽ được đảo chiều qua bên phải, đầu giường sẽ đảo chiều qua bên phải, phía dưới là bên trái nha quý vị. Ngoài đây vẫn là hệ thống cửa lùa ra ban công, có những cái lam bằng sắt che nắng bên ngoài. Với diện tích đẹp, ngang 4, độ dài lên tới 18m. Diện tích công nhận trên sổ là 68m² nha quý vị. Và giá bán đang chào bán với giá là 11 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà. Quý vị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà đẹp, thiết kế đẳng cấp này, hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng. Rất nhiều sản phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang chờ đón quý vị chúng ta đi tham quan và chọn lựa. Không gian giếng trời này quý vị, có ốp đá này nha, có dán đá luôn nha quý vị, rất là tuyệt vời. Và đây là không gian phòng ngủ cuối cùng rồi, phòng ngủ số 4. Chúng ta sẽ đến với một không gian phòng ngủ rất là đẹp nữa. Có những ánh đèn và những cái mảng màu ánh sáng rất là lung linh khi mà chúng ta bước vào trong căn nhà. Đặc biệt căn nhà thì cũng rất là thơm tho và mới nha quý vị. Vệ sinh đầy đủ với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng và gương soi cũng như là vòi tắm hoa sen. Như vậy là quý vị vừa cùng Hùng tham quan xong 4 phòng ngủ căn nhà đẹp với diện tích ngang 4, độ dài 18m. Với tổng diện tích đất là 72m nha quý vị. Nãy Hùng nói là 68 là diện tích xây dựng, diện tích đất là 72m. Và trên đây sẽ là không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Thì ở đây gia chủ làm phòng thờ phía hình trước này, có trang trí theo mẫu phòng thờ thì có bộ bàn ghế mây và có ốp đá ở phía ngoài. Và ngoài đây thì có hệ thống cửa ra khu vực sân thượng phía trước, một khoảng sân thượng nhỏ nhỏ thôi, được gia chủ trồng cây xanh phủ kín rồi, và có vòi nước ngoài đây để tưới cây. Và không gian phòng thờ thì rất là đẹp. Ở phía sau khu vực không gian phòng thờ thì quý vị sẽ có cái khu vực để máy giặt này. Đây là khu vực để máy giặt, chỗ này chúng ta để máy giặt nha, có máy giặt sẵn rồi nha quý vị. Và phía sau cùng sẽ là khu vực không gian phòng tắm tin và khu vực sân phơi. Ở đây thì chúng ta có khu vực sân phơi đồ. Sân phơi đồ ở đây thì gia chủ đã làm sẵn cái dàn phơi đồ cho mình, có khu vực lấy sáng và lấy gió để phơi đồ. Và bên trong đây là khu vực tắm tin cũng như là khu vực tập thể dục, có máy tập thể dục này, có cây xanh, có đèn led
và có những cái trần được ốp gỗ cũng như là ốp trang trí rất là đẹp. Ở đây thì có cả phòng trông hơi khô và khu vực tắm nằm, tắm tin cho quý vị luôn. Có vòi tắm massage nước này, có cây xanh này, có những bức tường được ốp đá trang trí. Và trong đây là không gian của phòng trông hơi khô. Đây là phòng trông hơi khô nha quý vị. Đó, đầy đủ công năng hết, một trệt, một lửng, ba lầu. Có gara đậu xe hơi được 2 chiếc, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và một phòng tắm tin, thể dục thể thao cho quý vị luôn. Thì quý vị nào quan tâm đến căn này thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay nhé. Nhà đất Hùng trên kênh YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chúng ta ở những video tiếp theo.